Xin kính chào quý vị đến với kênh Thời sự và Giải trí. Kênh xin kính gửi tới quý vị nội dung Những kẻ mang kiếp cửu vạn đỏ là ai? Nguồn tin từ tác giả Lý Trần. Sau đây là nội dung chi tiết. Cửu vạn là một quân bài mang dáng của người quân vác trong trò chơi bài dân gian cổ. Do vậy, người làm việc quân vác thường được gán cho cái tên này. Khuân vác cũng là một nghề như nghề khác, kiếm sống lương tiện bằng sức lực của mình. Xong, cửu vạn đỏ lại là một trùng khác, làm xấu mặt những người phu khuân vác lương tiện. Những đại gia như Kiên Đầu Bạc, Vượng Vin, Quang Ma San, Quyết Quỵt FLC, Lam Phá Rừng, Sun Group đều hiểu mình làm thế nào và nhờ ai để trở nên giàu có con đường thành đại gia của tất cả bọn này đều bằng đút lót, hối lộ và cấu kết với quan chức cộng sản Việt Nam. Chúng đã thành thạo công nghệ này tại những nước hậu cộng sản như Nga và các nước Đông Âu khi mà chế độ độc tài cộng sản sụp đổ nhưng bằng chế độ độc đoán khác, thối nát và tham nhũng. Đó là lý do tại sao chỉ những con sói Đông Âu mới thành công ở nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khi có ý định đầu tư. Cá nhân nào không chịu đút lót, hối lộ, không chịu làm cửu vạn cho quan lại. Đừng quên tấm gương Trịnh Vĩnh Bình, người trải qua tủ tội, biết bao sự đầy đọa trước khi thắng kiện chính quyền Cộng sản Việt Nam với bản chất đồ tể và chấn lột. Với sức mạnh của truyền thông công dân, những người lao động bình thường tại Việt Nam này cũng càng hiểu biết hơn về sự cộng sinh giữa chính quyền và tội phạm họ đều hiểu rằng sự giàu có của bọn đại gia ở việt nam hiện nay chủ yếu là mối quan hệ này với đích chính là bòn rút tài sản công và tài nguyên của đất nước để đảm bảo công việc cướp cướp nữa và cướp mãi bọn đại gia này xúc đẩy chính quyền cộng sản tham nhũng đàn áp những tiếng nói chống lại bất công bịt miệng những người dân và đẩy họ vào tù loại cộng sinh mafia này ngày nay tại việt nam mang màu sắc đỏ còn nóng hổi là hiệp đồng tác chiến hoàn hảo trận đánh đẹp của bộ khoa học công nghệ học viện quân y bộ y tế tuyên giáo với việt á chúng kiếm tiền trực tiếp trên tính mạng của người dân bằng cách cho phép nhập thuốc ung thư giả bằng test kit giả và đạo đức giả các sử gia tử tế của việt nam Hãy ghi lại việc làm khốn nạn này thời Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam bên cạnh những tội ác khác chống lại nhân dân, nhân văn giai phẩm, mậu thân 1968, đồng tâm 2020. Đây là tội ác. Tội ác của bọn đại gia một thì tội của bọn quan lại gấp 10. Xong, sự cộng sinh thường mang tính thời vụ. Một khi những ông chủ là quan chức và bộ máy đã khai thác đủ những nhóm đại gia này, họ sẽ xây dựng một đội ngũ mới đến lúc thay bọn cửu vạn mới thì phải cần gán cho nó một cái tội gì đó đánh hơi thấy sự bất an thì thời gian gần đây bọn đại gia ở Việt Nam bắt đầu có những hành vi của kiến trên chảo nóng chúng cảm thấy Đảng bắt đầu áp dụng bài học cùng hưởng thụ học từ Cộng sản Trung Quốc nên bắt đầu có những động tác được hiểu là tẩu tán tài sản bắt đầu bằng vượng vin rồi quyết quỵt. Bài học nuôi béo để làm thịt có từ thập niên 1970 đến 1980 vẫn còn nguyên tính thời sự ở chế độ độc tài chấn lột này. Người thì gọi bọn này là bò sữa đỏ. Khi bình thường, chúng cấp sữa cho các ông bà chủ và được chăm bẵm bảo kê, tưởng như không ai có thể động đến. Kẻ bảo kê cho chúng tất nhiên phải là quan lại hết sức có thế lực. Quyền hành nghiêng trời Xong khi có sự Chính những kẻ từng là ông chủ của chúng Sẽ thí chúng Vì không bao giờ ông chủ hy sinh Vì con bò cả Không có con này để vắt sữa Sẽ có con khác Người khác thì bảo Bọn này mang kiếp cửu vạn Cúc cung tận tụy Khuân của cấp về cho chủ Nhưng số phận sẽ không khác gì Những con bò sữa nói trên Có lẽ hình tượng này phù hợp hơn bắt đầu từ kiên đầu bạc kiên cũng chắc mẩm khi bị vướng vào lòng lao lý sẽ có bề trên che chở nên ông ta tỏ ra rất ngạo mạn tại tòa cách cục thế nào thì khỏi quy luật vừa nói còn phan quốc việt việt á liệu có bảo toàn được tính mạng hay không đang là dấu hỏi chế độ tham nhũng này luôn bảo vệ cán bộ của nó nhất là phe của nó đang mạnh trong đảng cộng sản và mọi tội lỗi sẽ được đổ lên đầu của tay cửu vạn này mà thôi một khi quyết làm cửu vạn cho bọn quan ăn cắp thì phải hiểu rằng sẽ có một ngày làm thân con tốt thí cửu vạn sẽ chết dục trong tù hoặc là đột tử vì ngã hay vì bệnh lạ chỉ cần một tí polonium hay là novichok của đồng chí putin là xong đồng chí với nhau như là bá thanh đại quang mà còn mất mạng vì tranh giành quyền lực, huống hồ mấy tay cửu vạn. Có điều đau xót là người dân Việt Nam mãi mãi chỉ là đối tượng để bị cướp bóc của chế độ, khi mà gang này lại sang tay cho gang khác. Liệu đây có phải là bài học cho những tay cửu vạn hay là bò sữa đỏ đang cùng bọn quan tham phá tan nước Việt, đầu độc xã hội về mọi mặt và hành hạ dân Việt hay không? Bọn cửu vạn đỏ này có cùng bọn quan chức công an quân đội được phép kinh doanh đang thao túng toàn bộ chính quyền và mặc sức tàn phá đất nước và tàn phá dân chúng còn sự cai trị của những quan tham cùng với quân đội và công an làm kinh tế thì sẽ còn mãi mãi những bí thư tất thành cang các tướng phùng quang thanh nguyễn văn hiến phan văn vĩnh nông dân công dân ngư dân đã nghèo lại bị doanh nghiệp bộ công an làm bần cùng thêm và tất nhiên khi còn lũ quỷ đỏ hút máu dân ấy, thì sẽ còn mãi những đoàn văn vươn, đặng ngọc viết, những dân oan đồng tâm, dương nội, và cũng sẽ còn những tiếng thét trước tòa của Cấn Thị Theo, cùng với những người nông dân hiền lành buộc phải đứng dậy bảo vệ gia đình mình trước cường quyền. Kính thưa quý vị, vừa rồi là nội dung Những kẻ mang kiếp cửu vạn đỏ. Đây là kết thúc trân trọng cảm ơn quý vị đã theo dõi xin kính chào tạm biệt xin hẹn gặp lại quý vị trong những nội dung sau